Cuộc sống của Quang Minh, Hồng Đào sau 3 năm trở về thời độc thân. Bước ra từ cuộc hôn nhân 24 năm, cả Quang Minh và Hồng Đào đều điều chỉnh, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và tìm thấy sự an vui ở tuổi lục tuần. Quang Minh, Hồng Đào từng nổi tiếng là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ gắn bó lâu nhất trong làng giải trí hải ngoại. Họ phải lòng nhau khi hợp tác trên sân khấu và sau khi nên duyên vợ chồng, Quang Minh theo bà xã Diễn Hải tạo nên bộ đôi hài kịch đắt sâu từ trong nước đến hải ngoại. Họ có với nhau hai con gái là Sophie A Minh Châu và Vicky Phương Vân. Năm 2019, Hồng Đào xác nhận đã ly hôn với Quang Minh sau 24 năm chung sống. Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Hiện tại, Hồng Đào ở Mỹ nên thường xuyên gần gũi, tâm sự với các con. Quang Minh dù ở Việt Nam nhưng vẫn luôn sát sao, coi các con là những người bạn để quan tâm, chia sẻ. Hồng Đào ngày càng trẻ đẹp, tươi vui. Tận hưởng cuộc sống bình yên tại Mỹ cùng hai cô con gái xinh đẹp Vi Kỳ Phương Vân và Sophie A Minh Châu, có thể thấy Hồng Đào ngày càng nhận sắc. Trẻ trung và tràn đầy sức sống dù đã bước vào tuổi 60. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ thường xuyên đi du lịch cùng hai ai nữ. Vợ cũ Quang Minh cũng rất tự hào khi hai con đều trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ. Mới đây, Hồng Đào về Việt Nam tranh thủ tham quan, dạo chơi sau một thời gian dài xa quê hương. Trong một đoạn vlog, chị Hạnh Phúc khoe vẫn được mẹ xem như cô gái nhỏ 16 tuổi năm xưa, khoảng 1,2 năm nay thì mẹ tôi hơi yếu chứng ngày xưa bà khỏe lắm. Nay tôi đã gần 60 tuổi, mẹ tôi cũng đã hơn 80, nhưng mỗi lần đi quay hơi trễ là mẹ bắt đầu gọi điện thoại. Con đi đâu mà sao giờ chưa về? Làm như tôi là gái 16 tuổi vậy đó. Trải qua chuyện tan vỡ, Hồng Đào ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời. Nữ nghệ sĩ tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon hay thoải mái làm những điều mình thích. Độc thân ở tuổi 60, niềm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ là thấy hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công. Quang Minh sống chậm hơn. Sau khi ly hôn, Quang Minh trở về Việt Nam và tiếp tục theo đuổi với nghề diễn. Nam nghệ sĩ tiết lộ, hai năm dịch bệnh khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Quang Minh cố gắng sống chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc đời. Nhiều bạn bè, khán giả khen tôi trẻ, năng lượng dù rằng năm nay đã 63 tuổi. Tôi vui vì điều ấy và luôn tự nhủ phải chăm sóc bản thân thật tốt, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến chăm sóc da, tôi cố gắng tuân thủ như một cách để tìm niềm vui nhỏ cho mình." Anh nói, "Nam diễn viên cũng nhiều lần vướng vào nghi vấn giới tính kể từ khi ly hôn vợ. Đối diện với những thắc mắc của khán giả, anh từng chia sẻ thẳng thắng, câu hỏi này tôi nhận được rất nhiều, kể cả ngày xưa Hồng Đào ngồi kế bên tôi nhưng khán giả vẫn hỏi tôi có phải là gay không. Tôi xin trả lời thẳng thắn tôi không gay, tôi thẳng 100%, nhưng bạn gay của tôi rất nhiều và tôi rất hiểu tâm trạng của những người bạn đó. Tôi không biết thế nào, nhưng tôi thích ăn diện, tôi thích mỗi tối sức kem, tôi thích dưỡng da mặt. Mỗi lần nhìn thấy mặt héo, tôi buồn cả ngày, mỗi lần thấy mình tươi, tôi vui cả ngày. Tôi thích shopping, mỗi lần đi shopping là đào ngồi trông con, còn tôi cầm giỏ đi mua sắm. Quang Minh tiết lộ, sau ly hôn, anh không muốn tìm hiểu thêm ai mà coi công việc là người tình của mình. Ở một mình, tôi hay suy nghĩ nhiều thứ nhưng bước ra phim trường, tôi thấy mình như trẻ, khỏe ra. Đặc biệt, tôi thấy lửa nghề mình vẫn còn hừng hực. Mấy chục năm qua, tôi quen mặt với các vai hài, vui nhộn nên mong được đóng các vai gai góc, có chiều sâu tâm lý hơn một điều rất an ủi là đến lúc này khán giả vẫn còn nhớ đạo diễn vẫn còn mời tôi tham gia phim anh tâm sự